ông này ông dở quá à. Chú xìu à. Mày làm gì tối ngày coi clip kéo tay hoài chú Thanh? Kéo tay cũng là một bộ môn thể thao mà. Mấy đứa con gái này ở nhà coi mấy cái clip nhảy múa với chơi búp bê không à, chứ đâu có biết mấy cái bộ môn thể thao này đâu. Ừ. Cái trò chơi gì đâu mà nhìn thấy bạo lực quá à. Trời ơi, kéo tay mà trò chơi bạo lực. Thông cảm đi, thường mấy đứa chơi búp bê tâm lý nó yếu lắm. Ủa Thanh, mày đang coi gì vậy? Mấy đứa đang coi kéo tay. Cái lỗ yếu đuối như mày cũng coi kéo tay nữa à. Chắc mày mạnh quá. Tao đủ mạnh hơn mày là được rồi. Vậy vô solo mày. Chơi. Vô rồi, rồi, chuẩn bị xong chưa? Rồi. 1, 2, 3, giật đi. Trời ơi, sao hai bay mạnh như vậy? Dễ lắm rồi. Kéo tay phải có cái bàn đàng hoàng chứ. Kéo tay trên thùng này to tấn phục. Bây giờ mình đi làm cái bàn rồi xong cho cả team thi đấu với nhau. Coi ai là người giật tay mạnh nhất. Anh camera ơi, anh có biết làm cái bàn kéo tay không vậy? Vậy để bọn em giúp anh nha. Đi. Đi. 1 hour later. Mấy công việc hàn sắt cắt sắt này mấy đứa nhớ phải nhờ người lớn làm nha. Dạ. Đầu tiên cắt 4 cái chân bàn kéo tay dài 1 mét. Ngay đây nè. Sau khi mình cắt được một cây rồi, mình sẽ lấy cái cây này làm chuẩn để cưa các cây khác nha. Rồi, đâu đi. Chỗ này nha. Rồi, đâu đi đại. Rồi, làm dấu ngay chỗ này. Cameraman. Tiếp theo là làm cái khung nha cưng. Dạ. Có cái khung bàn rồi mình làm gì nữa anh? Có khung bàn rồi chúng ta sẽ đặt cái mặt bàn này lên và hàn vào 4 cái chân sắt này nha. Dạ. Mình có cần gia cố sắt vô chân bàn cho chắc không anh? Có chứ. Rồi hai đứa em làm cái gì? Hai đứa cưng sẽ làm 4 miếng mút để kê lên cái tay thi đấu cho nó không có đau. Dạ. Lấy miếng mút kê đầu chỏ cho nó không đau hả? Cái này chắc cũng được nè. Thôi miếng này nó mềm hơn nè, mình lấy miếng này đi. Ừ, miếng này nó đàn hồi hơn nè, miếng này cũng được đó. Chả hùng rút lại. Đi cắt thôi. Đem vô cắt nè chị Dương. Rồi để xuống thử đi Phương. Dạ, để xuống. Để cho đầu chỏ nó không đau hả? Mình kê vô thử đi Phương. Dạ. Rồi. Vô thế nè. Đầu chỏ mình đâu có bự đâu chị Dương, hay là giờ mình cắt ở đây đi. Rồi để vô đo nè. Đây để mình gặp cho. Rồi cắt đi chị Dương. Mình sẽ sử dụng dao gọt giấy để cắt miếng mút này ra nha. Gạch đi chị Dương, gạch cho thẳng nha. Rồi xong. Để hất lên đi Phương. Dạ. Cắt cái miếng này nữa là được hai cái miếng lót đầu chỏ rồi. Mình đã làm xong hai miếng đỡ đầu chỏ rồi nha. Tiếp theo mình sẽ cắt miếng mút này làm cái bệ chiến thắng nha. Các bạn hiểu cái bệ chiến thắng không? Là cái bệ đỡ cái tay khi bạn chiến thắng đó. Làm đi chị Dương. Đem dịnh cho nha. Mình cắt được những miếng như thế này rồi chồng lên nhau rồi dán keo lại. Rồi chồng lên đi. Dạ. Cùng dán keo đi Phương. Trời ơi, nhổ keo đó sủi bọt luôn nè, thấy ghê chưa? Rồi, dán tiếp nè. Rồi. Xong cái bàn nữa hả? Lâu vậy? Lắp cái mặt bàn lên nữa là xong rồi mấy đứa. Rồi để lên. Lên.
Rồi, tao với mày vô kéo tay thử luôn nè đại. Chơi đâu mày. Các bạn im dữ nha. Ủa, em nhớ đây là có một cây sắt để mình chịu hết kéo tay mà. Ừ, đúng rồi. Phải hàng hai cây sắt đây, lắp cái mặt bàn lên nữa là xong rồi đó mấy đứa. Dạ. Ủa, hình như bữa hổm em coi một cái clip thấy mặt anh trên đó. Anh đang tập làm YouTube đúng không? Đúng rồi. Cái gì? Anh cũng có kênh hả? Kênh tên gì? Nói ra cho em hoảng sợ coi. Kênh mình là Phan Đạt TV. Các bạn nhớ vào xem ủng hộ mình nha. Tiếp rồi. Thôi cầm đầu tiên, chuẩn bị hàng nha. Còn đây là tao cầm thứ hai. Hàng chỗ nào? Đây nè đại. Trời ơi, anh biết hàng của anh đại. Anh camera ơi, hàng giúp em đi, trời sắp tối rồi. Trời ơi, cũng làm cho ngầu nữa. Mấy đứa lúc bánh hàng đi ra chỗ khác nhìn một hồi là hư mắt hết. Dạ, dạ. Em biết rồi. Để mặt bàn lên. Rồi để xuống. Để mặt bàn lên rồi làm sao nữa trời. Cái kỹ năng bắn ốc vít của tao với mày đâu mà mày hỏi vậy. Hai đứa bay tránh ra. Bắn ốc vít chỗ nào đâu, nói nghe coi. Mình bắn ốc vít từ khung sắt lên mặt bàn nè. Ốc nè đại. Ừ. Cái này dễ mà. Nhìn đi. Chỗ này đúng không? Ừ. Rồi. Để bố miếng đẹp lên. Rồi, chỗ này. Quay luôn, anh đi học chơi nè. Wow. Cái bàn gì vậy? Cái bàn giật tay đó. Có đồ vịnh nè, có cái miếng nệm kê, cái đầu chỏ nữa, vô thế rồi nè. Mày, Phương vô kéo tay với anh nè. Bắt đầu nha. Bỏ lên Phương. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quá yêu, quá yêu. Nghĩ sao con trai kéo tay với con gái nếu hắn cũng mang dục thôi à. Ngày mai team mình sẽ tập hợp ở đây đầy đủ. Mình sẽ nhờ anh đi làm trọng tài để xem trong team mình ai là người kéo tay mạnh nhất. Đúng rồi đó, vậy. Đâu, cái bàn giật tay như thế nào? Đây nè anh. Anh thấy đẹp được không? Được đó, được đó nha. Sao cái này để xét thiệt vậy? Anh thông cảm đi, tay nghề mấy em còn yếu. Ừ, thôi chắc là được rồi. Vậy bây giờ mình sẽ làm trọng tài cho mấy em nhỏ này thi vật tay với nhau nha. Dạ. Chia cặp đi. Vậy chưa anh? Em kiếm tiền. Trời ơi, anh thấy cũng nhục quá vậy Tiểu Phương. Lớn dài cái đầu rồi. Thi kéo tay với nhỏ lớp 3 chút xíu à. Rồi cặp này vô thi trước. Bước vô vị trí đây. Rồi. Chết rồi Kim ơi, cái tay không có tới. Trời ơi, nhỏ này nó lùn quá các bạn ơi. Phải bưng cái thùng phi đi lại đưa cho nó nữa nè. Rồi đi ra chỗ khác đây. Rồi ra đi. Rồi bước lên. Rồi. Rồi, hai thí sinh này vô. Quyết liệt nè. Hai thí sinh này mạnh lắm nha các bạn. Giảng lên đi Ngọc. Tao tính mày đó Ngọc. Định chắc nha. Dạ. 1 2 3 Rồi, cặp nữ này bước vô. Bắt ai? Mang cưng bắt ai? Anh bắt Dương đó. Rồi, chưa. Em tin tưởng anh đó. Hai con gà nó sung quá. Từ từ nha, vịnh chắc chưa vô thế hết chưa? 1 2 3 bắt nào. Trời ơi. Kiên tử. Gia đại là cặp cuối cùng nha. Em với Vũ Hành là cặp cuối cùng nha anh Vinh. Ok. Ba đại nha bạn. Bắt Vũ Hành nè. Vô vị trí đi. Dữ lắm. Đó, từ từ. Mày cho. 2 3 đại xem bắt cho đại yếu quá, vậy là ai chiến thắng đâu? Nói chung là nếu mà bắt nữ thi đấu với nam nó sẽ thiếu công bằng. Nữ thi đấu với nhau mà bạn nữ nào mạnh nhất á thì anh sẽ thưởng cho 500.000 nha. Dạ. Rồi mời hai bạn nữ này vô thi đấu đây. Dạ. Em thuận tay phải chị Hảo ơi. Thuận tay phải nha. Rồi vô kê đồ chỏ lên hết. Từ từ. Mạnh lên chị Hảo ơi. Ăn gà này hiếu chiến quá. Định chắc nha. Gán lên nha. 1 2 3 Gán lên chị Hảo ơi. Mạnh lên chị Hảo ơi.
Tiền nào lớp mười không bé thua lớp sáu. Chị Thảo vô đã 500 ngàn. Rồi đi ra đi tới hai đứa chơi. Đây là cho nó không có đau cuộc chỏ nè. Đàn ông đúng không? Rồi đó rồi có vừa không? Khép xuống thử à, ngã xuống thử à, kê tay chưa? Bên đây nữa, bên đây nữa. Bên kia nữa. Rồi. Vô nha. Cái dáng này quan trọng lắm, người chiến thắng sẽ được 500 ngàn nha mọi người. Đó. Đi giữa đàng hoàng. Từ từ. 1 2 3. Trời ơi. Vũ Thanh đẹp quá yêu bạn ơi. Bây giờ ai Ngọc mà kéo tay chịu nổi anh Vinh trong vòng 3 giây thôi, anh Vinh sẽ cho cưng 3 triệu. Chịu không? Đó. Hơn 3 giây luôn nè. Ok, giờ thích tay trái hay tay phải? Dạ tay phải. Ok, vô cho tay phải nha. Cái chỗ anh Vinh ơi. Đó, tiền đây đây. Để ngay chính giữa Ngọc ơi. Rồi, khoan khoan để hạ xuống. Hai cùng lên trong 3 giây đi Vinh ơi. Rồi, ngay rồi. Để bên kia anh Vinh. 3 giây nha. Một, chưa. Tay em dài quá. Ok, tay dài rồi, để đẩy lại chút. Một, hai, ba. Mạnh lên Ngọc ơi. Rồi, mình thua Ngọc rồi bạn ơi. 3 giây. 1, 2, 3 triệu đô luôn. Rồi, cảm ơn. A Ngọc thật sự là mạnh lắm nha mọi người. Mình nghĩ á là mình sẽ trong vòng 3 giây hạ gục đường A Ngọc, nhưng mà không nghĩ tới là A Ngọc phải nói trâu quá. Nói trâu quá. Cái vòng thi này mất tiền rồi. Rồi thôi, video vật tay mình đến đây là kết thúc. Và hy vọng các bạn sẽ yêu thích clip này. Và sắp tới nếu mà các bạn muốn team mình tổ chức những cái trò chơi nào khác nữa thì bạn hãy để là comment nha. Và bây giờ là đừng quên đăng ký kênh, bấm like và bấm chuông ủng hộ team mình nha. Bye bye và hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye. Quá ngon luôn chứ gì. Ngon chứ. Cô cay dữ nha. Thế nhưng mà mình lại thích cay.